Chào em, cùng shop gửi tủ khuyến mại giảm 10% cho khách hàng cũ với mỗi đơn hàng tặng kèm một lò xo lắc. Ưu đãi duy nhất trong 2 ngày mùng 7 tháng 6 và mùng 8 tháng 6, đặt hàng ngay trên shop gửi tủ.com. Hi, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chính thức L'Oreal của chúng ta đã xóa bỏ đi ngoại hình mặc định cũ. Và thay vì đó, đây là ngoại hình mới và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn. Trời đất ơi, L'Oreal trang bộ trang phục mặc định cũng có chân luôn các bạn ạ. Cao hơn vài mét và kèm theo có cả đôi chân uyển chuyển các bạn ơi, rất trắng, rất xinh, vô cùng đẹp. Hy vọng rằng trong một trận đấu thì có thể nhìn được trong bộ trang phục mặc định L'Oreal chúng ta sẽ có chân. Ngày hôm nay mình sẽ review sơ qua về L'Oreal, hiệu kỹ năng không biết là có thay đổi hay không. Kể cả cái màn xuất hiện thì nó cũng khác biệt đi hoàn toàn với cái bộ trang phục Đoạn Lạc Thiên Sứ này. Đoạn Lạc Thiên Sứ mình nhìn không có chân như vậy các bạn ạ. Không có chân luôn, mình đang cố gắng xoay, không có một cái chân nào nó thò ra cả. Nhưng mà đối với Hỏa Phượng Hoàng thì lại có chân các bạn ơi. Đó, rất đáng tiếc là ở đây là không có cái bộ trang phục Thánh Quang Sứ. Wow, đẹp quá các bạn ơi. L'Oreal chính thức hóa thành chú chim, trời ơi, vẫy cánh. Ơi, uyển chuyển dã man các bạn ạ. Để mà so với cái bộ trang phục mặc định trong phiên bản hiện tại các bạn đang chơi, thì bộ trang phục mặc định các bạn đang chơi thì nó rất là đơ. Nhìn L'Oreal trong bộ trang phục mặc định rất đơ. Nhưng mà mới đối với L'Oreal trong bộ trang phục mặc định được sửa đổi thì các bạn có thể nhìn thấy là ôi ôi, nó rất là uyển chuyển, đôi cánh đập mãi không ngừng. Đó, và kèm theo sau cái bộ váy đẹp kia thì đó là chân của vị tướng L'Oreal nha mọi người nha. Mọi người có thể nhìn thấy chân của vị tướng L'Oreal. Còn mình thử xem về hiệu kỹ năng như thế nào. Nhìn L'Oreal trong cái bộ trang phục này, trong bộ trang phục mặc định được sửa đổi, mình cảm thấy là nó hơi bị nhỏ các bạn ạ. Người hơi bị nhỏ con một chút so với trang phục hiện tại các bạn đang chơi phiên bản chính thức. Đó, mình phải sang phiên bản thử nhận để review cho các bạn. Trận này gặp Lilina thì mình sẽ cho Lilina biết thế nào là sức mạnh của L'Oreal sau chỉnh sửa. Ôi, hiệu kỹ năng của chương 1 có thay đổi các bạn ạ. Từ từ nha, mình đang cố gắng cấu rỉa Liliana. Đó, chương 1 các bạn nhìn thấy chưa? Có một cái cánh biểu tượng hình cánh chim thì phải, biểu tượng hình lông chim. Các bạn cứ để ý cái chương 1 đấy. Từ từ này mình sẽ cố gắng giết nốt. Trời ơi, không chết được. Phí quá, không biết là Liliana về chưa, nhưng mình nghĩ là nó về rồi. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Ném chương 1 ra, theo cảm nhận của mình hình như đấy là cái biểu tượng của lông chim. Nhưng mà không biết anh em thế nào. Mỗi người một cách nhận xét mà mọi người ơi. Kỹ năng của vị tướng L'Oreal mình cảm thấy là sử dụng được linh hoạt hơn. Bây giờ mình sẽ cố gắng ganh nhá. Chơi luôn Hayate các bạn ạ. Hayate, Zamba Hayate. Trời đất ơi, không chơi nổi. Từ từ đang phải đợi Ngộ Không đến hỗ trợ. Có Ngộ Không thì chúng ta lại được phép hồ báo, lại lao vào, lại sử dụng chiêu một vào. Đó, kiếm được mạng thôi. Em xin một mạng thôi mấy anh ơi. Chừa cho em một mạng cái coi. Chắc chắn có mạng rồi, nổ. Đó, có mạng ngay. Trời ơi, con thú này. Con thú nhún này, tránh xa tôi ta. Ok, nhăm nhăm vàng khi mà các bạn tiêu diệt được cái con thú kia. Bây giờ mình sẽ trở về cái khu vực đường giữa thật là nhanh nhá. Mọi người đánh giá sao về bộ trang phục mặc định này? Thật sự là với sự điều chỉnh này thì đôi cánh L'Oreal nhìn mềm mại, uyển chuyển hơn rất là nhiều. Đúng không nào? Từ từ Ngộ Không ơi, để mình ra hỗ trợ bạn cho. Đánh luôn này, mình có chiêu cuối, đánh luôn anh em ơi. Mình hơn một level mà, giết Liliana trước nha. Kể cả bây giờ mình băng trụ, mình cũng sôi tái bạn tốc biến làm cái gì. Tiếp tục lướt vào sử dụng chiêu 1, chết đi. Ok, chạy thật là nhanh. Từ từ, từ từ. May quá.
Trời ơi, còn hứng xíu máu anh em ạ. Ôi, biến về thôi. Rất là đáng tiếc, mình cứ nghĩ là L'Oreal nó sẽ sử dụng đôi chân để đi. Cái phiên bản hiện tại các bạn đang chơi phiên bản chính thức thì L'Oreal không nhìn thấy chân. Không nhìn thấy chân nha, và cánh cũng không vẫy. Nhưng mà với sự điều chỉnh này thì cánh vẫy nhưng mà chân không hoạt động. Bay mà, chả bao giờ ngừng bay các bạn ạ. Kể cả các bạn sử dụng kỹ năng đi chăng nữa, kể cả lướt chiêu 2 thì nó vẫn thế các bạn ạ, chân không bao giờ đứng xuống đất. Trận đấu này mình sẽ cố gắng làm sao thể hiện cho các bạn xem qua khi mà L'Oreal có sự điều chỉnh thì nó bá như thế nào. Chơi luôn anh em ạ, chơi lớn luôn, sợ cái gì đâu. Lao vào như một vị thần, lướt chấp tất cả các loại gió mùa. Vào hết đây, trời đất ơi, vào hết đây. Ủa lắm ơ, tôi mạnh mà. Ôi kìa, sao lại có cái gì khó chịu thế nhở. Mình bị cái quả nấm các bạn, nó chặn đường mình. Rồi, có mạng luôn. Cái quả nấm của thanh niên tướng mới kia, mình không thể lướt được qua cái quả đấy các bạn ạ. Không thể lướt được qua. Tường thì các bạn được lướt được qua, nhưng mà riêng cái quả đấy các bạn không thể lướt được qua cái quả nấm ấy. Không lướt được qua, mặc dù tường các bạn lướt được qua. Nó cũng là vật cản, nhưng tại sao không lướt được qua. Rất khó chịu. Trận này nếu mà mình được bùa xanh thì mình có thể vây cánh và không dụng cánh bao giờ các bạn ạ. Không bao giờ có thể bị gây cánh cả, chơi luôn chiêu cuối này, sử dụng chiêu 1 lướt tiếp, chạy làm sao được. Thôi, công nhận là ETF phát đấy mà không tốc biến là chắc chắn chết với mình rồi. Có bùa đỏ làm chậm nhá, kèm theo là kỹ năng của vị tướng L'Oreal nó cũng làm chậm được luôn. Mình cảm nhận là sử dụng kỹ năng với cái bộ trang phục này hay là phiên bản này, kỹ năng vị tướng L'Oreal nó sử dụng nhanh hơn rất là nhiều. Thời gian hồi chiêu nó cũng nhanh. Và sử dụng kỹ năng thì nó cũng nhanh hơn, nó không kiểu là lướt như cái phiên bản hiện tại các bạn đang chơi. Ok, chắc chắn chết rồi. Rồi, không sơ múi được luôn. Toàn hỗ trợ thế này có chết tôi không? Không có bùa xanh, trời ơi Lina, có đánh được tôi nữa đâu. Nói chung là mình khá bất ngờ với cái sự điều chỉnh của L'Oreal. Mặc dù là về cái ảnh của vị tướng L'Oreal trong bộ trang phục mặc định thì không thay đổi như những vị tướng khác, như là Triệu Vân, Lữ Bố, Điêu Thiền hoặc là Violet. L'Oreal thì nó vẫn giữ nguyên cái ảnh, nhưng mà về cái ngoại hình trong trận đấu là mình đang review cho tất cả các bạn. Đó, nhận xét đi rất là đẹp đúng không? Để cho mình bùa xanh nhá. Bây giờ mình chỉ cần có bùa xanh thôi. Chiêu cuối. Wow, chiêu cuối bây giờ mình để ý các bạn ạ. Có biểu tượng hình bông hoa thì phải, các bạn nhìn thấy chưa? Từ từ lát nữa thì mình sẽ ấn lại chiêu cuối cho mọi người xem qua. Có biểu tượng hình bông hoa vừa xong thì mình quên mất mình không review. Khổ lắm, có đánh được đâu, chơi không? Mình có bùa xanh mà, mình có thanh tẩy đây, đánh luôn, sợ cái gì, dăm ba con ruồi con muỗi này, chơi. Trời ơi, ba thằng, thế em chịu thôi, tha em anh ơi, trời ơi, tha mình. Thôi Liliana ngoan, trời ơi, tốc biến, chịu. Không thể tin nổi là tốc biến chơi cả mình luôn. Phải công nhận là Liliana quá đầu tư, vừa xong mình mới có con bùa xanh xong. Lúc đấy mà mình có chiêu cuối là mình quẩy luôn rồi. Mình còn một vài vị tướng nữa vẫn chưa review hết cho tất cả các bạn. Mình sẽ cố gắng làm sao review thật là nhanh, thật là chi tiết để trong một trận đấu để cho mọi người có thể xem được. Kèm theo là cập nhật thông tin về tăng giảm sức mạnh của các vị tướng. Từ từ nha, để mình chạy xuống được dưới này, bắt thầy Ate trước. Trời ơi Ate, đứng lại Ate ơi. Hàng đây chứ đâu, lao vào sử dụng chiêu cuối luôn. Nào, kiếm MC một mạng thôi mà, trời ơi, đâu hết rồi. Chết, chết hết rồi ạ. Chiêu cuối kìa các bạn nhìn có biểu tượng... biểu tượng cánh hoa thì phải. Mình vẫn chưa biết được, tại vì là mình không nghiên cứu cho lắm. Nói chung là nó có sự điều chỉnh về hiệu kỹ năng so với bộ trang phục mặc định hiện tại phiên bản chính. Điểm rõ ràng nhất là chiêu 1 và chiêu cuối các bạn ạ. Đánh phiên bản thử nghiệm là khá căng đấy nha, các bạn nhìn thấy chưa? Có một cái bông hoa bên dưới kìa, nằm giữa vòng tròn trung tâm ấy. Hay là hình mặt nạ ta, hay biểu tượng của ánh sáng nhờ. Thôi mình không đoán mò nữa, để cho anh em nào biết thì để lại bình luận cho mình nha. Tại vì mình cũng hơi bị tò mò, mình cũng không thể biết được. Bây giờ chỉ cần đồng đội vào trước thôi, chứ còn mình không dám vào trước đâu. Ngộ Không ơi, vào trước đi Ngộ Không ơi, mình sắp có chiêu cuối rồi anh em ạ. Cho tự nhiên sử dụng kỹ năng 1 nó nhanh hơn rất là nhiều. Ngộ Không vào rồi, chơi luôn anh em ơi, lên. Lên là lên luôn, triệt luôn này, tôi trong rồi. Mình bị rốt trong cái này rồi.
không bay được, chưa cuối luôn. Giết luôn Dancy này anh em ơi, giết Dancy, Dancy. Ôi đồng quá, đồng quá, từ từ nha, lùi lùi. Mình bị Liliana cấu rỉa máu đau quá. Thật ra thì đối với vị tướng Laurel, khi mà các bạn bay được là đội hình team bạn lắm đỡ đòn, lắm đấu sĩ. Chứ còn team bạn lắm xạ thủ, lắm pháp sư cấu rỉa từ xa thì trước khi các bạn bay mình chỉ sợ là các bạn đã bị mất rất nhiều máu thôi. Còn với phong cách lên đồ vị tướng Laurel, kể cả trong phiên bản hiện tại chiến trường 3.0 thì mình vẫn giữ nguyên cái phong cách lên đồ đấy thôi. Vẫn ngọc đại pháp sư dày kiên cường, tiếp tục là các bạn lên cho mình thiên huyền thoại. Trang bị tiếp theo đó là trang bị hút máu phép quyền trượng nha. Tiếp theo là huân chương choi, trang bị cuối cùng đó là quả cầu băng xương. Trời ơi, Ngộ Không nó mạnh lắm rồi. Trận này nuôi cho Ngộ Không béo, lát nữa team bạn chỉ sấp mặt thôi. Mà kể cả đánh với late game thì team bạn cũng rất là khó ăn, tại vì là Laurel cũng chất tướng mạnh mà. Mình chỉ kết mỗi, các bạn nhìn chưa, đôi cánh vẫy này, vẫy cánh liên tục, nhìn rất là uyển chuyển luôn nha. Nhưng mà mỗi tội là khi mà đứng tại chỗ thì nó lại không vẫy nữa. Nếu mà cánh mà không vẫy nữa thì phải đặt chân xuống đất, nhưng mà rất là vô lý, chân lại không đặt xuống đất mà vẫn đứng được trên không mặc dù là cánh không vẫy. Từ từ để mình chạy lên đường trên này, hỗ trợ luôn cho thanh niên này. Uầy, có cả Dancy chơi lớn nha, chơi lớn luôn, lao vào các bạn kích quạt chiêu cuối và bay thôi. Bây giờ công việc của các bạn là cứ bay thôi, thoải mái đi, cứ bay thoải mái. Đấy, cứ bay trong tầm vòng tròn như thế này được giảm thời gian hồi chiêu, sử dụng kỹ năng liên tục. Chỉ sợ là không có mana mà chơi thôi. Mình lúc nào trong trận đấu này mình chỉ căn cái con bùa xanh của team mình ra cái là ăn luôn. Được cái là Ngộ Không cũng không phàn nàn. Chứ còn nếu mà Ngộ Không phàn nàn kiểu thằng kia mình cứ ăn bùa của tao, chắc là mình cũng bỏ, mình cũng chả dám ăn nữa. Chơi luôn này, đánh luôn, em sợ cái gì đâu nào. 3 đánh 1 này. Sao bảo 3 đánh 1 không trốn cũng què, sao bay như thế này không ai giết em à. Kể cả Dancy chạy làm sao nữa, Dancy hy sinh rồi. Nào kể cả Liliana vào đây. Thôi thôi nha, tìm bạn đồng quá anh em ạ. Đồng quá, té. Té, tên nhiên kia té đi. Thật sự là khá lâu mình chưa động chạm tới những cái vị tướng mới đấy nên là bây giờ mình cũng quên sứ mất tên rồi anh em ạ. Mặc dù cũng review qua mấy lần, lâu không động chạm vào cũng quên sứ mất tên. Mình làm video clip qua được mấy lần ở cái phiên bản này rồi, chiến trường 10, à chiến trường 3.0, thì chắc chắn các bạn cũng đã quen với bản đồ này, cũng không bỡ ngỡ đúng không? Với năng chơi với chất lượng đó là Full HD rồi ấy, mắc tất cả các chất lượng rồi đấy. Tiếp tục lên đây để hỗ trợ lần nữa nha. Vừa xong hỗ trợ, bây giờ mấy thanh niên này vẫn luôn đánh nhau được. Để mình ra mình kẽ thử xem. Lướt ra các bạn kích hoạt chiêu cuối luôn và bắt đầu bay. Bay tiếp. Cứ bay thế này thôi. Bây giờ là lại thèm bùa xanh nữa rồi. Ra xin cái con bùa xanh nữa thôi. Ôi bạn ơi, cho mình bùa xanh bạn ơi. Cho mình bùa xanh thì mình mới bay được bạn ơi. Mình biết bạn cần mana nhưng mà mình cần hơn. Rồi. Quả đấy là căn bản là đồng đội không có ý nhường, nhưng mà mình đành phải KS thôi. Tại vì mình cũng rất là cần bùa xanh, các bạn biết rồi. Đánh Laurel mà được đồng đội nhường bùa xanh thì thật sự rất là phê. Giảm thời gian hồi chiêu và kèm theo sử dụng kỹ năng không sợ tốn mana luôn. Trận này rất là khó ép trụ đường giữa nha. Mỗi lần lính lên là không thể động chạm được vào. Từ từ này, đánh nhau này. Ra luôn để mình cho Liliana. Ui thôi, không chết được kìa. Sao nó phí phạm của trời quá. Chơi luôn, em sợ gì nữa đâu. Kể cả băng trụ luôn này. Nào tiếp tục bay tiếp. Nào tiếp tục lại bay tiếp anh em ạ. Bay tiếp thân nữa. Này thì bay. Bay không bao giờ rớt cánh. Trận đấu này mình bị rớt đúng một lần. Kiểu học bay. Học bay cùng Laurel trong bộ trang phục mới. À trong ngoại hình mới, ngoại hình mặc định mới, chứ nói bộ trang phục thì hơi sai sai. Chỉ cần là mình hiện tại mình có cái quyền trượng rồi, thế nên là khả năng hồi phục máu thì rất là phê. Tranh thủ ép luôn cái trụ đường giữa này nha anh em nha. Khó thế nhở, mỗi lần lính lên bắt đầu team bạn lại ra đết rồi. Tiếp tục bây giờ mình sẽ lên cái trang bị thủ, đấy là huân chương choi. Lên cái này, có thêm cả giảm thời gian hồi chiêu nữa, bay tha hồ. Hoặc là các bạn có thể lên cho mình cái giáp thống khổ. Nào, chấp hết tất cả các loài ruồi muỗi vào hết đây. Em bay được hết, lo cái gì đâu. Bay tiếp, mình có thanh tẩy mà. Bay tiếp này thì bay tiếp. Vào hết đây, cân tất cả mọi thứ các bạn ạ. Nó gọi là ảo diệu ghê gớm. Thôi. Sao lại Liliana. Ui nó đẻ trứng mà mình không biết các bạn ạ.
Quả đấy nếu mà mình biết mình sử dụng kỹ năng 2 là mình né được rồi. Bất đắc kỳ tử luôn. Không kịp nhìn. Ôi dồi ôi. Quả đấy nếu mà các bạn sử dụng kỹ năng 2 chuẩn xác là né được, nhưng mà căn bản mình không nhìn thấy quả cầu đấy. Bây giờ bùa xanh cũng mất luôn. Khá lâu rồi mình mới chơi một trận đấu bên bản thử nghiệm mà nó căng thẳng như thế này. 17-17 liền. Khá thú vị. Đánh những trận đấu này rất là cân não. Thôi cứ xóa đi, cứ xóa full đồ của Laurel. Đằng nào thì cũng test, thì test cho đến cùng cái bộ trang phục này, cái ngoại hình mới này. Chơi luôn anh em ạ. Bây giờ ngán cái gì nữa đâu, giết Dancy trước nha anh em. Dancy chạy, chạy hộ tôi. Nghĩ gì mà chạy được nữa. Bây giờ mình mạnh lắm rồi. Trời ơi khổ lắm, cái con trồn kia lúc nào nó cũng chặn đường mình rất khó chịu. Ui con mùa xanh, nguồn sống của tôi đây chứ đâu. Ôi anh ơi cho em xin mùa xanh anh ơi. Thôi chán quá đồng đội ơi đồng đội. Đùa buồn thật sự luôn. Thôi để mình ra hỗ trợ ăn mạng cho bạn ạ. Để mình ra hỗ trợ ăn mạng cho ạ. Chết nha cưng ơi. Ok có mạng thì chúng ta té thôi. Thôi em xin lỗi em té đây. Khó chịu quá, cái quả nấm kia nó chặn đường rất khó chịu luôn. Thôi nha lui nha. Yếu máu thì chúng ta không nên đánh nhau. Rồi bây giờ vác xác lên đường trên để hỗ trợ cho hai thanh niên này. Lúc nào cũng chạm chán nhau, sứt đầu mẻ chán. Mình là mình thích những vị tướng đỡ đòn tanker, là mình bay thoải mái luôn. Đây của hôn chương choi rồi. Lướt vào sử dụng chiêu cuối một cái là có mạng liền đấy mà. Rồi ok có mạng. Người ta gọi bét cái S mất rồi. Thi thoảng mình cảm nhận được cái kỹ năng của vị tướng Laurel nó nhanh hơn so với bình thường rất là nhiều. Thi thoảng nó rất là nhanh các bạn ạ. Sử dụng kỹ năng một phát. Đấy nó lướt ra luôn. Nếu mà ném chiêu 1 kể cả lướt chiêu 2, cái tốc độ mà nó trải cái chiêu 1 xuống dưới đất ấy, nó nhanh hơn so với thời điểm đầu game các bạn ạ. Mặc dù là mình đọc mình không thấy sự điều chỉnh gì với vị tướng Laurel cả. Dụ nó đi bạn ơi. Dụ càng đông càng tốt. Chơi luôn nha, kể cả Dancy, chấp cả Dancy vào tất cả đây. Ui vào tất cả đây, em chấp cả 3 người, 4 người đúng không? Chấp tất cả mọi thứ ạ. Ui thôi từ. Chúng nó vào trụ thì không chơi được. Còn ra bên ngoài là mình chơi tết. Ra bên ngoài chơi tất và cân tất rồi có một mạng. Tiếp tục nha. Liliana chạy nhanh còn kịp. Cái con trồn này khó chịu thế nhở. Lại có chiêu cuối rồi. Vào hết đây. Ok bắn luôn chiêu cuối, quẩy tiếp, lại bay tiếp anh em. Bay tiếp tôi sợ cái gì nữa đâu. Bay tiếp này. Nào thì bay tiếp nào, Liliana vào đây, bay tiếp, Liliana vào đây em quẩy hết. Quẩy hết bây giờ tuyên bố let game rồi. Liliana chết bởi cái nội tại của mình. Nội tại từ chiêu cuối, ok xong. Quái vật thật sự double kill. Bây giờ có chiêu cuối gần như là mình bất tử rồi. Tin bạn, đấy, cái chiêu 1 mình ném ra một phát là nó sử dụng rất là nhanh. Các bạn nhìn chưa? Rất nhanh luôn và nó kéo dài thêm một đoạn nữa. Từ từ này lại có thêm cả Hayate. Thôi không chơi được đâu. Bây giờ thì lại chậm nhá. Chiêu 1 bây giờ lại chậm. Đấy vừa xong thì nó rất là nhanh các bạn ạ. Giờ thì cứ soạn săn cái trang bị đó là giáp màu mạnh đi. Khi mà quả cầu băng xương không còn tác dụng thì các bạn bán thật là nhanh để lên cái giáp màu mạnh được. Cách hack đầu duy nhất. Đấy, mình sử dụng chiêu 1 thì nó kích hoạt cực kỳ nhanh các bạn ạ. Làm lúc kích hoạt chậm, làm lúc kích hoạt nhanh mình vẫn chưa hiểu luôn các bạn ơi. Hy vọng rằng với cái sự điều chỉnh này, với cái ngoại hình mới này thì trong phiên bản tới anh em sẽ quan tâm Laurel nhiều hơn. Mình biết hiện tại Laurel trong phiên bản chính thức anh em rất ít chơi. Tại vì là bây giờ toàn xạ thủ lên ngôi thôi. Tiếp tục này, Dancy chạy đi bạn ơi. Chạy đi, vùng vẫy đi. Đúng rồi, vùng vẫy hộ tôi. Bạn chạy vào niềm tin à, tiếp tục chiêu 1, chết. Thần thánh rồi. Chiêu cuối lại sắp hồi, thoải mái đi này. Chuẩn bị nha, dụ team bạn càng đông càng thích. Mình lại thích bay cơ. Ok, quả cầu băng xương. Để đợi chờ chiêu cuối này. Kích hoạt chiêu cuối, vẫy tiếp anh em ạ. Lần này thì bay thoải mái luôn. Rồi, tiếp tục ai vào đây. Và ở đây kể cả Liliana này thì Liliana vào hết đây. Liliana lên bảng nốt. 16 mạng rồi, bất tử rồi. Còn ai thích chết nữa, chiêu cuối lại sắp hồi. Ôi, cái thời gian giảm thời gian hồi chiêu nó hồi cực kỳ nhanh các bạn ạ. Ôi lên kết thúc trận đấu anh em. Kể cả thanh niên này, mình có cả cái giáp màu bệnh mà.
kết thúc được rồi đấy. Đây là về cái ngoại hình của L'Oreal mình, về cả kỹ năng của bộ trang phục mặc định thay đổi hoàn toàn, mình cũng review cho các bạn rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video clip này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye.